Cục thuế tỉnh Đồng Nai vừa thông báo đến người nộp thuế trên địa bàn tỉnh về việc cảnh báo hành vi lợi dụng thông tin cá nhân để kê khống chi phí tiền lương, tiền công. Theo thông báo của cục thuế tỉnh, trong thời gian qua, một số doanh nghiệp sử dụng thông tin của cá nhân gồm tên, mã số thuế, số căn cước công dân để kê khai tính chi phí tiền lương, tiền công khi xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp, trong khi không phát sinh trả thu nhập trên thực tế cho cá nhân đó hành vi trên vi phạm pháp luật về thuế nhằm mục đích gian lận, giảm số tiền thuế phải nộp của doanh nghiệp. Bản thân cá nhân khi bị doanh nghiệp tự ý sử dụng thông tin cũng sẽ bị ảnh hưởng. Để đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế và ngăn chặn xử lý nghiêm minh đối với doanh nghiệp, tổ chức trả thu nhập có hành vi gian lận, lợi dụng thông tin của cá nhân để khai, tính chi phí tiền lương, tiền công nhằm mục đích trốn thuế, giảm nghĩa vụ thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước cục thuế tỉnh đồng nai cảnh báo đến người nộp thuế là cá nhân người lao động và doanh nghiệp tổ chức chi trả thu nhập trên địa bàn tỉnh về các hành vi vi phạm